Hello honey, how are you? Welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người. Thì rất là nhiều người inbox hỏi Minh Tú là tình hình của Minh Tú như thế nào. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì Minh Tú cũng đã ở trên đảo này, ở trong lãnh cung là cũng 3 tháng rồi, gần tròn 3 tháng rồi đó. Thì sức khỏe của mình đang rất là tốt, mọi thứ đều bình thường. Rồi cuộc sống mình thì cũng vậy thôi, cũng nhàm chán vậy, không có gì mới luôn á. Hằng ngày thì cũng nấu ăn, đi ăn. Nhưng mà mấy bữa nay thì kiểu như sống sang chảnh một xíu. Tại vì thấy cũng mệt rồi á, làm biếng nấu ăn quá. Cho nên là Minh Tú cũng kiểu tận hưởng hơn, đi ăn, đi uống, đi shopping gì đó. Giống như là trời, mình đang tưởng tượng giống như mình đang đi nghỉ dưỡng thiệt vậy á. Nhưng mà người ta coi Bali là một giấc mơ thiên đường, nhưng mà những cái gì em trải qua ở Bali nó nightmare. Rất là ganh tị với mọi người khi mà coi Facebook cũng như là mạng xã hội của mọi người ở Việt Nam. Mọi người đã đi làm lại, đi ăn lại, đi chơi lại rồi, mọi thứ cuộc sống hầu như 80% trở lại bình thường. Em phải chịu thôi, tại vì em chọn con đường này mà, em tự hiểu, em tự biết. Cho nên mấy anh chị đừng có cà khịa em, đừng chửi em. Em chỉ là hơi ganh tị một chút thôi. Thì cái tập ngày hôm nay á, là cái tập mà mình sẽ chia sẻ với các bạn một niềm vui nho nhỏ của Tú ở tại Bali. Hầu như tình hình ở Bali bây giờ là họ cũng rất là khó khăn. Khó khăn đến mức mà bây giờ rất là nhiều tiệm không những đóng cửa nữa, mà nó là đóng cửa mãi mãi luôn á. Đóng cửa mãi mãi luôn á, là dọn đi dẹp bàn ghế rồi dẹp hết quần áo, coi như là sổ ra gì đó, rồi dẹp hết luôn, coi như đóng cửa hoài luôn á. Theo Minh Tú nghĩ là cho dù corona có hết, cái tình hình dịch này có hết đi chăng nữa, thì Bali cũng cần phải ít nhất là 6 tháng đến 1 năm mới có thể recover lại. Tại vì kinh tế Bali toàn là phụ thuộc vào du lịch không à. Mà bây giờ tiền đâu đi du lịch, mà có tiền cũng không dám đi nữa cái mùa này, đúng không? Nhưng you know, I'm so happy sometimes, a little moment in my days. Mình đi vòng vòng á, xong rồi mình thấy có mấy cái shop á mà họ giống như là họ chuẩn bị đóng cửa mãi mãi, họ thanh lý quần áo á. Thì mình vui cho nỗi bất đau của người ta thì cũng kỳ thiệt. Nhưng mà tại vì một cái người lưu lạc như mình á, cho dù mình có tiền nhi, nhưng mà mình không có đồ bận. Mình thấy quần áo mà họ sale á, hoặc thậm chí họ chỉ mở cửa thôi, đối với mình là một cái gì đó rất là quý báu. Cho nên tập ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái gì mà mình săn được ở Bali vào mùa dịch với giá rất là hời. Bây giờ nha mọi người ơi, mọi người sẵn sàng rồi, mọi người ngồi vô nha, em chuẩn bị livestream nha. Rồi khách, rồi ai thích cái gì à, comment ở phía dưới cho em nha, mình chốt đơn. Rồi nha mọi người ơi, mọi người tập trung giùm em nha, mỗi sản phẩm của em chỉ có một cái thôi. Rồi chúng ta đến với sản phẩm đầu tiên. Đó, mọi người thấy rõ em không? Đó, thấy không? Sản phẩm đầu tiên, ta nói một cái sản phẩm mà hả, nó mang một cái tính văn hóa lịch sử rất là kinh khủng. Mỗi lần mà mình nhìn thấy cái món sản phẩm này, mình thấy là mình nhớ về văn hóa lịch sử liền. Đây, một chiếc áo kimono. Quá là xuất sắc trong cái mùa dịch corona này, tìm được một cái áo bận. Áo kimono nha mọi người nhìn đi. Đó, áo kimono. Nói chung áo kimono này họa tiết nó rất là đơn giản, mọi người nhìn đi, nó rất là đơn giản. Phối màu nó nói, màu tao nói nó phối nó rất là basic luôn. Nhìn nó cực kỳ đơn giản và dịu dàng, hòa hợp luôn á mọi người. Đường nét họa tiết nhỏ nhàng. Lộn. Đường nét họa tiết á, tao nói là nó nhẹ nhàng. Mà cái áo này biết mua bao nhiêu không? Giá gốc của nó là, để em coi cái giá rồi, em có ghi vậy. Giá gốc của nó là 600.000 IDR. Mà em mua sale chỉ còn 200.000 rupiah thôi. Có nghĩa là chỉ có 300.000 tiền Việt Nam mình thôi. Mà mình bận được hai kiểu nha cả nhà. Một là kiểu khoác ngoài như vậy nè. Hai á là kiểu quấn lại vậy. Đó. Ta nói á, mọi người mua cái áo này về nè, mình chụp hình cái mình post lên Instagram là coi như là giống như là fashionista luôn. Chiếc áo là xinh xắn. Chủ nợ gọi luôn mọi người ơi, đang buôn bán với chủ nợ gọi luôn, xong mới nghe. Nợ nần quá trời, em nợ nần ngập đầu luôn á. Đi Bali mà người ta đòi nợ không xỉu. Trời, còn hơn mình xài đồ hiệu mà thiếu nợ tùm lum, mệt lắm. Ở đây không có thiếu nợ nha.
cuộc đời em đi Bali, cái ngày em đi á, tao nói nó trăn trở, nói cái này ra tao buồn. Chứ cái ngày em đi á, em mang theo á, em định đi có 4 ngày, em mang theo đúng 3 cái quần chip. Mà tao nói á, là cái tính của em á, là thích bận màu trắng, thường là em thích bận màu đen. Mà không biết trời xui đất khiến sao á, bữa đó em dọn hành lý xong mà em mang đúng 3 cái quần màu trắng. Tập trước là nó màu cháo lòng, còn tập này là cái lưng quần nó quấn lại luôn nè. Mọi người thấy không, nó quấn lại luôn, bận gì nữa. Có thể đối với mọi người là nó bình thường, nhưng đối với em trong cái thời khắc này á, nó là một cái gì đó nó rất là quý báu. Tự nhiên vô cái shop cái mua được 2 cái quần chip. Tao nói nó quá đáng yêu. 2 cái quần chip có 150, 2 cái 150 nha mọi người. Dễ thương không? Màu đen, ren rúa, tao nói quý tộc luôn. Tao nói màu sắc nó phối rất là phức tạp luôn. Đường xử lý ren rúa đồ của nó coi như là đẳng cấp, sóng gió luôn á. Phun cô tông, coi giảng. Tao nói giặt nát luôn, không sợ nó thành màu cháo lòng. Bây giờ nó muốn thành màu gì kệ nó, em không quan tâm luôn. Hiệu đàng hoàng nha mọi người. Cái này là cái shop hiệu đàng hoàng. Bây giờ cái hiệu này khó đọc quá à, tại vì The Occitae gì đó. Nhưng mà em search Instagram rồi, một cái shop cũng khá là hot ở Bali. Mà mọi người thấy không, đường kim mũi chỉ, ta nói nó ngăn hàng thẳng lối như cái cách mà em viết bản kiểm điểm ngày xưa cho cô giáo của em luôn á. Ngày xưa em quậy nhưng mà em viết bản kiểm điểm mà nó ngăn nắp lắm. À phải giặt xong mình mới bận nha mọi người nha. 3 cái đồ yêu này làm gì nữa? Dột. Trong cái ngõ kẹt là lúc nào nó cũng sẽ có cánh cửa mở ra hết. Biết tại sao không? Để em giới thiệu với mọi người. Vào một buổi đẹp trời, cái tình cờ có cái shop, tự nhiên nó sale, nó kêu là thanh lý. Cái vô tình em mua được quá trời luôn. Em nói cho mọi người nghe, em mua được áo lót. Tại vì ở bên đây, bữa đi mua, đem có một cái áo lót luôn á. Em có một cái luôn, bận hoài, giặt hoài. Có bữa ha, giặt nó chưa khô là em không bận luôn. Bận đồ bikini luôn. Đây, chiếc áo lót. Chiếc áo lót mà má em bận là má em khoan ngoan luôn. Má em thích em bận mấy cái kiểu áo lót vậy lắm nè. Cái kiểu gì gái ngoan đó. Còn đây, chỉ có 100.000 tiền Việt mình thôi. Mua không? Mua sống mua. Quá rẻ luôn á mọi người. Bận nó rất là thoải mái và nó rất là mát. Thun co giãn 4 chiều nè. 4 chiều nè. Mình kéo chiều nào nó cũng giãn luôn. Và nó co giãn và nó cháo chở như cái tính cách của em luôn á. Có gì là nói cỡ nào cũng nói được á. Ủa em nói lộn, em xin lỗi. Trong một cái buổi chiều, coi như là buổi chiều gần như hoàng hôn, làn gió thổi tóc em bay phơi phới. Tự nhiên cái bữa đó hứng chạy vòng vòng, chạy đâu lên Canggu á. Canggu là một cái vùng nó, một cái chỗ mới, gọi là gì, area mới của Bali á. Ở đó nhiều người nước ngoài ở lắm. Thì chạy lên đó, tự nhiên có một cái shop, shop second hand, shop đồ sida. Tự nhiên lụm được luôn á, lụm rất là quá trời. Một sản phẩm được mang tên là sau 4:30, chưa biết ai giàu hơn ai. Chấn động không? Cái nón mọi người, cái nón mà em xài trong cái clip mà thủy thủ mặt trăng mà mọi người hỏi em là mua bao nhiêu á, sao cái lụm đâu ra cái nón này đó. Cái nón này không phải là hàng sida, cái nón này cái hàng mới, nhưng mà cái shop đó là chuyên bán hàng sida, nhưng mà tự nhiên nó bán cái nón này 100.000 tiền Việt. Rất là đáng yêu luôn. Tại vì em thấy nó dễ thương thì em mua vậy thôi. Chứ ở Bali cũng đâu cần đợi nón đâu. Hàng ngày đợi nón mạo hiểm chết rồi. Mọi người đừng nhìn như vậy nha. Đừng có nhìn em mà thấy em giống mấy cái số nha. Không hề. Đây, một chiếc kính. Tao nói đeo vô, hú hồn chưa. Như là Hàn Quốc luôn. Cái bóp. 4 chiếc kính mua 1 triệu rupiah. Là 1,5 triệu 4 cái kính. Tính ra là khoảng 400.000 một cái. 400.000 tiền Việt mình một cái. Mà 4 cái kính này là 4 cái kính hàng sida. Hàng sida là hàng gì? Hàng là người ta xài rồi đó. Mấy cái shop vintage nó hay bán lại đó. Ta nói trong đó lụm được 2 cái kính xịn, 2 cái kính hiệu xịn. Mà back to school về thời xưa thập niên 90-2000 đó. Baby one more time đó. Em lụm được một cái kính Gucci 400.000 mọi người. Thì cái form dáng này nó xưa, nó cũ thôi. Thì ai biết đâu, người ta bán thì mình mua. Em giống mấy chị mà hồi xưa không? Bây giờ có mấy chị hay chụp kiểu theo style vintage 2000s, 90s, đồ đó đó đó. Rồi bận quần mà kiểu mà ống rộng rộng á mọi người. Quần xuyên, quần Levi mà ống rộng mà dài. Rồi thùng thình rồi ở đây bận crop top trắng. Rồi mình đeo kính này, cái mình đổi nó hay hơn. Trời đất ơi, nó sale 80%, tại vì cái shop nó đóng cửa luôn rồi. Bây giờ nó bán đâu có ai mua, con ma nào mua.
Trời, mấy người Bali làm sao mà người ta tiền đâu người ta mua. Người ta giờ người ta còn khó khăn mua gạo, mua cơm, mua gà, chưa có ăn, ai đi mua mấy cái kính này. Tự nhiên nó gặp được em, nó mừng lắm đó, nó bán cho em 4 cái kính. Và mình đeo vô á, nó không có chống mặt. Thường mấy cái kính vỏ, mấy cái kính mà dởm dởm đồ á, của tàu á, đeo vô nhức đầu lắm. Cái này là kính của mẹ em. Đây, đây kính thứ hai là kính của bà dì em, Givenchy đàng hoàng nha mọi người. Có nghĩa là nó rất là cứng cáp, nó có cả cái mã để cho mình check nữa, rồi size kính này nọ nữa. Cho nên em tin chắc đây là 95% là hàng xịn, hàng hiệu. Tại vì con chủ shop nó nói với em là như vậy. Cái shop tên là Zendo ở Canggu á, có 400.000 à. Bây giờ nó bán đồ giả cho em cũng được nữa, em đeo chơi thôi mà. Nhưng mà em rất là tính này là đồ xịn, tại vì theo kinh nghiệm mua sắm của em. Còn mấy cái đồ mà đồ tàu á là nó mềm nè mọi người, bẻ nó co vô nè, cứng lắm. Cái thứ ba này thì nó không có hiệu, thì kệ nó đi, chỉ có 400.000 thôi mọi người. Nhưng mà nó rất là cứng, chứ nó không phải giống như mấy cái kính mà mọi người mua ở ngoài Hồ Xuân Hương hay là order cho mấy cái shop ở trên mấy 200 đâu nha. Nè, thấy cái này đẹp không? Cái này em đeo vô là hú hồn luôn á. Cái này hiệu gì thì không thấy để luôn, nhưng mà thấy đường nét nó rất là xịn. Cái chồng màu hơi xám đen nè. Trời ơi, ai mà đẹp dữ vậy trời. Kinh nghiệm mua đồ sida của em từ nhỏ đến lớn, em nhìn là em biết đồ tốt à. Em rất là happy với 4 chiếc kính này của em luôn á. Ai mua không? Mua để lại chút đơn. Không, không có bán đâu. Cái sản phẩm tiếp theo mà em giới thiệu đến mọi người á, tao nói cái sản phẩm mình nó chân lý, cái chân lý chứ nó không có sai luôn, nó chỉ có đúng thôi. Đó là một chiếc quần jean. Chiếc quần jean em mua ở một cái shop vintage ở trên Canggu á, tên là One Love. Và 95% chiếc quần jean này được làm từ gì mọi người biết không? Từ jean. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Tao nói cái đường kim mũi chỉ nó cứng cáp, nó khô ráp như là tấm chân tình mà em dành cho anh luôn. Bận vô là thấy nó sóng gió liền. Tại sao nó sóng gió? Tại vì cái quần nó ôm cái foam body của em. Mà cái foam body của em mọi người cũng biết là hình chữ S. Chữ S là nó sóng gió. Cứ ai mà có body chữ S là thấy nó sóng gió rồi. Còn thêm một cái nữa, đó là chiếc váy Levi's. Lúc mà em đưa cái váy này Levi's này lên, chắc ai coi clip này có nhiều người mà hay bận đồ mà second hand vintage là phái lắm nè. Cái này có 200.000, cái này có 250. Ở Việt Nam mình có mấy cái shop bán rất là mắc, bán gì mà 350 một cái quần Levi's là quá trời mắc. Đi mua đâu có tới giá đó. Thì đúng rồi, cái sản phẩm nào nó cũng phải có ưu và khuyết điểm. Nãy giờ là nghe khuyết điểm mà đúng không? Bây giờ em sẽ nói tới nãy giờ nghe ưu điểm rồi phải không? Bây giờ em nói tới cái khuyết điểm cho mọi người nghe. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là second hand. Second hand là đồ là người ta bận rồi nè, mình sẽ không biết là ai đã từng bận cái quần này, ai đã từng sử dụng cái này, thì nó là đồ cũ. Nó là khuyết điểm. Khi mà mình mua về thì mình sẽ phải khử trùng, mình sẽ phải giặt cho nó sạch sẽ rồi để mình bận. Đó là khuyết điểm, mình sẽ khắc phục được khuyết điểm đó. Ai mà kiểu giàu sang mà không thích xài đồ vintage hay second hand thì thôi đừng có mua. Còn như em là em nghèo, em chỉ xài mấy cái đồ như vậy thôi. Cái khuyết điểm thứ hai á, tại vì nó sóng gió quá cho nên là đôi lúc nó hơi khó xíu. Đó là cái foam của nó quá ôm, mà nó ôm vô từng đường nét trên cái body của mình á, cho nên nhiều khi mình ngồi xuống nó hơi kẹt. Nó hơi kẹt nên phải kéo, nó khó chịu. Đó vậy thôi, khuyết điểm gì thôi à. Nói chung là em rất là thích cái hai sản phẩm này. Nếu như mọi người có mua không? Mua sống mua. Trời ơi, có 200.000 cái gì mua quá trời đẹp. Cái jean nó cứng cáp. Cứng ơi là cứng luôn á. Qua đây em bữa bận mang áo đầm, đâu có áo thun đâu bận. Chiếc áo tao nó lụm được 100.000. Đó, như cái áo này là mình bận vô. Cái mình đeo cái kính này vô. Đó, váy jean Levi's này vô. Cái vô tầm mình hình fashionista luôn. Cái xong mình quải cái vỏ nhỏ nhỏ vậy. Đó, như mấy chị mà kiểu trở về thập niên, như là một kiều nữ của thập niên hồi xưa vậy đó. Bởi vậy ở Việt Nam có bán, nhưng mà bán mắc quá à. Ở trên đây á, mọi người biết á, là biển là đóng cửa rồi. Ở Việt Nam thì mùa hè, coi như mùa hè năm nay thì mọi người cũng hạn chế đi chơi bởi vì dịch corona mà. Nhưng mà em vẫn mua tại vì nó quá xuất sắc. Một cái bộ đồ bơi Miko Nico, mọi người search đi, của Bali á, xịn lắm á. Thì em mua còn có 250 thôi à.
nó sale 60%, em mua 250. Ta nói là mọi người thấy không? Họa tiết này nhìn vô là thấy ý liền, rất là sang trọng và quý phái. Thôi nó sang trọng quý phái như cái cách mà má em ngày xưa mỗi lần được mời phụ huynh đó là má em chân diện nó quý phái như vậy đi gặp cô giáo em á. Mình mua năm nay mình bận không được, năm sau mình bận vẫn được, không bao giờ lỗi mốt. Cũng cùng với thương hiệu đó, đó là một chiếc áo thắt chặt cái nớp 100.000 rubia, là 150.000 tiền Việt mình đó. Cái áo cọc xê của cái hãng đó đó, nó sale luôn. Cái áo này nha, đừng có nhìn như vậy nha, nó không có phô đâu đó, nó rất là đẹp. Biết sao không? Thứ nhất là nó ôm, nó có mấy cái gọng á, giống như mấy người Pháp hồi xưa, hồi hay bận hồi xưa, nó thắt chặt cái eo mình lại như vậy nè. Xong mình bận quần, ở dưới là quần jean hoặc là quần tây, rồi ở ngoài là mình khoác áo mà áo vest mà dạng phông rộng á, giống mấy chị Hàn Quốc đồ đó, mấy chị Tây đồ đó, là tao nói nó bao sang luôn, nó bao đẹp luôn. Bởi vì nó không quan trọng nằm ở cái việc là có mắc hay rẻ, mà quan trọng là mình có biết bận đồ hay không, mình có biết phối và mình biết lựa chọn sản phẩm hay không. 100.000 đồ ngủ rất là dễ thương, mua bận ngủ mọi người. Bởi vì mọi người biết không, mình ngủ mình cũng phải đẹp, mọi lúc mọi nơi mình phải yêu thương cơ thể của mình thì người khác mới yêu thương cơ thể của mình được. Đi đổ xăng cái xong mình thấy cái ông đó là thấy ông cũng tội nghiệp, cái ổng hỏi mua cái quần giùm ổng thì thôi mua quần giùm ổng đi. Thì đi qua đây mang có một cái quần dài, mà cái quần dài hôm bữa không biết nhảy sao mà rách cái quần luôn á. Bữa giờ có quần bận đâu, trồng một quần jean ngắn không à. Thì cái tự nhiên cái ổng kêu mua giùm ổng ủng hộ ổng đi, thì mình cũng không có định trả giá đâu. Mình hỏi ổng nhiêu cái vậy, ổng kêu 50.000. Mình thấy thôi ổng tự nghiệp, ổng nói 3 tháng rồi ổng không có khách hàng, cái mà mua hai cái luôn. Giây phút mà mình nói 75.000 một cái quần này nè, là biết bao nhiêu người đã từng mua cái quần này đang hối hận. Mua mắc phô, tôi biết hầu như mọi người là mua mắc trăm mấy mà. Nhìn vô là thấy nó trăn trở, như là cái cách mà bồ cũ nó nhắn tin cho em vậy đó. Thấy nó trăn trở như gối bời, không hiểu. Chứ chia tay rồi nhắn tin chi, nó y như vậy đó. Tiếp theo, chiếc nón bánh tiêu giống như cuộc đời em cô liêu. Tại thấy nó dễ thương thì mua thôi, cũng sale đó, sale rồi mới còn 100.000. Mua rất là dễ thương, em quay clip TikTok rồi. Đó, em đeo cái kiến vô này. Vẫn sang, nhìn làm sao mà biết đồ sale. Nhìn không hề biết đồ sida và đồ sale luôn. Mọi người comment ở dưới đây rồi em chốt đơn cho. Chốt đơn thì chừng nào em giao thì em không biết. Hết rồi, đây là tất cả những cái sản phẩm mà em mua được trong cái mùa kẹt ở Bali này. Mua đồ sale và săn được những cái đồ vintage mà em thích là một trong những cái kỷ niệm mà khó quên của em. Nói chung là trong cái rủi thì nó cũng có một chút xíu cái may. Đó, nó như vậy đó. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để xem video clip này của Minh Tú. Và mình hy vọng rằng là video clip sẽ giúp các bạn thư giãn hơn, và có thể cho các bạn thấy được một số những cái gì đó thú vị, giống như là việc mà mình mua đồ sale hoặc là mua những cái đồ vintage thì nó cũng có thể phối thành những cái bộ đồ rất là đẹp. Quan trọng á là mình bận một cái bộ đồ mà mình cảm thấy đầu tiên là mình phải thích đã và mình phải tự tin, rồi thương hiệu thì mình tính sau. Rất là nhiều các bạn nhắn tin rồi cho Minh Tú số điện thoại của đại sứ quán rồi thông tin này nọ. Nói chung là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hiện tại thì Minh Tú cũng đã đăng ký cái form để được nguyện vọng đi về nước rồi, và mình cũng đang chờ trong cái group để được sơ tán, và hy vọng rằng mình sẽ được về nước sớm nhất và hẹn gặp các bạn tại Việt Nam. Coi vlog người ta rồi nhấn theo dõi chưa? Cực khổ lắm chứ bộ. Nè, ngồi mà mũi chích luôn á. Nói chứ các bạn ơi, nếu các bạn thấy video thú vị và các bạn theo dõi kênh của Minh Tú thì hy vọng rằng các bạn sẽ cho Minh Tú những cái trái tim, like, comment, và đừng quên nhấn theo dõi kênh của Minh Tú nhé. Bye!